Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên ngày 18 tháng 8. Thì ngày hôm nay, phiên cuối tuần là một phiên thị trường của chúng ta giảm điểm cực kỳ khốc liệt khi mà thị trường giảm tới 55 điểm. Và khoảng tầm 2 năm rưỡi trở lại đây thì chúng ta mới có một cái phiên giảm điểm kinh khủng như thế này đấy của thị trường. Khi mà ngày hôm nay, cái khối lượng khớp lệnh của thị trường lên tới 1 tỷ 600 cổ phiếu và tổng giá trị khớp lệnh lên tới 36.000 tỷ. Một cái thanh khoản cực kỳ lớn đúng không ạ? Nó cho thấy được rằng ngày hôm nay là một cái phiên mà thị trường của chúng ta phân phối cực kỳ nặng sau bốn cái phiên phân phối trước đó mà chúng ta đã cùng đưa ra ở trong cái video ngày hôm qua đúng không ạ? Ngày hôm qua thì em cũng đã ra một cái video cảnh báo cho anh chị những cái dấu hiệu tạo đỉnh của thị trường. Đó, thì hôm qua em cũng đã nói rất kỹ rồi thì ngày hôm nay em cũng không muốn nói lại những cái dấu hiệu đó nữa bởi vì ngày hôm nay thị trường nó đã giảm rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì ngày hôm nay với cái việc mà thị trường có tới 260 đến tầm 270 mã sàn như này thì liệu trong cái thời gian sắp tới và là xa cụ thể là sang tuần sau thì những cái vận động của thị trường nó sẽ như thế nào và những anh chị nào chúng ta đang bị kẹt cổ phiếu ở trên vùng đỉnh như này thì chúng ta nên xử lý ra sao thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị nhá. Thì đầu tiên cũng khoảng tầm 5 phút video ban đầu thì chúng ta cũng sẽ cùng đi nhìn qua về thị trường cũng như là cái tâm lý của anh chị ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta giảm rất mạnh đúng không ạ? Anh chị có thể thống kê lại quá khứ mỗi lần thị trường của chúng ta giảm mạnh như thế này. Đấy, mỗi lần thị trường của ta có những cây nến giảm mạnh như thế này thì thị trường của chúng ta sẽ như nào đúng không ạ? Thường thì thị trường của chúng ta sau những cây giảm mạnh như này thì nó sẽ có những cây nến hồi anh chị nhá, nó sẽ có những cây nến hồi dạng như thế này. Đấy, dạng như thế này. Đấy, và giống nhất cái phiên ngày hôm nay thì anh chị có thấy nó khá giống với cái phiên đó là cái phiên ngày ngày 19 tháng 1 năm 2021 khi mà thị trường của chúng ta trước đây nó đã có đúng không ạ? Trước cái giai đoạn 19 tháng 1 năm 2021 nó đã có một cái giai đoạn tạo đáy và sau đó đi lên đúng không ạ? Và thị trường lúc đấy cũng tăng một mạch khoảng tầm bao nhiêu, khoảng tầm 6 đến 7 tháng và sau đó thị trường của chúng ta tạo đỉnh và kèm theo đó là một cái cây nến giảm 5,11%, nó cũng gần đúng không ạ? Nó cũng xem với cái cây ngày hôm nay khi mà ngày hôm nay giảm 4,5%. Thì ngày hôm đấy đúng không ạ, thị trường của ta cũng giảm với một cái thanh khoản rất lớn và cực kỳ nhiều mã cổ phiếu sàn đúng không ạ? Nhưng sau đó thì sao ạ? Nhưng sau đó thì thị trường của chúng ta sau cái phiên rơi đấy thì nó cũng tạo ra một cái phiên đó là thủng cái đường MA20 màu đỏ này và sau đó nó hồi phục trở lên đúng không ạ? Nó đủ T cộng đấy, với những anh chị nào mà chúng ta mua ở cái cây bát sàn này đấy thì thường là nó sẽ hồi lên đến bao nhiêu, đến nửa cái cây nến giảm anh chị nhá, thường nó sẽ hồi lên đến nửa cái cây nến giảm thì bắt đầu nó mới có thể là rơi tiếp. Đó, thì hiện tại thị trường của chúng ta đấy nó cũng xuất hiện một cái cây rơi như này và trước đấy thị trường cũng có một cái đà tăng khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tháng đúng không? 4 đến 5 tháng và trước đấy thì cũng có một cái pha đó là pha thị trường tạo đáy. Đấy, thì ngày hôm nay là một cái phiên phân phối cực kỳ nặng đầu tiên của thị trường thì khả năng rất cao đúng không ạ? Khả năng rất cao thì sang đến cái phiên thứ hai thị trường của ta nó sẽ có một số cái quán tính nó giảm tiếp xuống cái vùng bên dưới đâu đó khoảng tầm 1.000 bao nhiêu? 1.168 điểm ở dưới này và sau đó thị trường của ta nó sẽ có cái lực hồi phục và cái lực hồi phục này em đánh giá là nó muộn nhất nó sẽ đến vào chiều thứ hai hoặc là sang sáng thứ ba anh chị nhá. Đó thì trong cái buổi ngày hôm qua đúng không ạ, trong cái video ngày hôm qua thì em cũng đã đưa ra cho anh chị những cái dấu hiệu của thị trường về cái việc mà thị trường của chúng ta nó giảm điểm rất mạnh và ngày hôm qua thì em cũng có báo cho anh chị là chúng ta cơ cấu những cái mã cổ phiếu trong danh mục đi đúng không ạ? Và ngày hôm qua thì em cũng có điểm bán cho anh chị 5 cổ phiếu. Đấy, ngày hôm qua chúng ta bán khoảng độ 5 cổ phiếu. Đầu tiên là chúng ta bán mã cổ phiếu gì ạ? Đầu tiên là chúng ta bán cổ phiếu VND. Đấy, VND. Ngày hôm qua chúng ta bán đúng không ạ? Và sau đó chúng ta lại bán theo thêm cả LCG này, KSB này. Đấy. Và sau đó chúng ta bán cả gì ạ? Cả FPT anh chị nhá. Cả FPT và cả ACB đúng không ạ? ACB hôm qua chúng ta cũng cắt lỗ 3% đối với ACB và FPT cũng bán ngày hôm qua. Đấy, và chúng ta chỉ giữ lại một số mã cổ phiếu bất động sản như là Shell và Novaland thôi. Đấy, và ngày hôm qua thì cuối phiên em cũng có nhận định cho anh chị đúng không ạ? Thị trường có phiên phân phối số 4, chỉ số giảm 0,2% kèm khối lượng cao hơn so với ngày hôm trước. Khi thị trường đã có 4 phiên phân phối thì tỷ lệ rủi ro nó sẽ nâng lên mức cảnh báo. Hôm nay chúng ta cũng đã bán ra kha khá cổ phiếu và chỉ sợ anh chị nào chúng ta đu xanh thì hơi khó xử lý thôi đúng không ạ? Còn anh chị nào chúng ta mua đỏ thì cũng không cần quá là lo lắng. Thị trường sau phiên đáo hạn thường sẽ trả điểm đúng không ạ và sẽ xác định xu hướng chính ở một trong hai phiên sau đó. Hy vọng hôm nay anh chị đã cơ cấu bớt để có thể chủ động với những kịch bản phía sau. Thì sau phiên đáo hạn phái sinh là cái phiên ngày hôm qua
thì ngày hôm nay thị trường nó đã xác nhận cái xu hướng là xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn anh chị nhá, là một cái xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn thì nó đã thể hiện ra bằng một cái phiên giảm điểm như này đấy, và cái lực bán nó đến mạnh nhất đúng không ạ, là vào khoảng tầm đầu giữa giờ chiều, khoảng 13 giờ 40 là thị trường của ta đạp rất mạnh thêm 25 điểm nữa, khiến cho thị trường lao dốc và cái sự hoảng loạn nó đẩy lên rất cao, những cái mã cổ phiếu nó sàn cực kỳ nhanh đấy, những cái mã cổ phiếu nó sàn cực kỳ nhanh thì đâu đó rất là may mắn thì room chúng ta cũng đã có thoát hàng ra hôm qua một chút, và vẫn còn một số lác đác, một số vài cổ mã cổ phiếu mà chúng ta chưa có thể là thoát được đấy, thì không chỉ riêng room em đúng không, và rất là nhiều anh chị ở bên ngoài cũng thế, chắc là ngày hôm nay chúng ta cũng đã bị kẹt rất là nhiều mã cổ phiếu, và rất là nhiều mã cổ phiếu chúng ta bị rơi vào cái cảnh đó là cảnh bị sàn đấy. Thì với cái Dow Trend năm 2022 đúng không, với cái Dow Trend năm 2022 thì em cũng đoán là khả năng ngày hôm nay thì cái lượng nhà đầu tư mà họ vẫn là bình tĩnh với thị trường này em đánh giá là vẫn còn nhiều anh chị nhá, vẫn còn nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay trên rất là nhiều những cái nhóm cộng đồng cũng như là trên những cái diễn đàn chứng khoán thì cái sự hoảng loạn cũng như là cái sự bất ngờ về cái việc giảm điểm này em đánh giá là nó không cao đúng không, nó không cao. Thì với cái việc mà thị trường nó giảm như này thì liệu sang tuần đúng không, với cái việc mà giảm 55 điểm tương ứng với 4,5% này thì sang tuần thị trường của chúng ta nó sẽ hồi như nào đấy. Thì đầu tiên là chúng ta đã thuộc cùng thống kê với cái phiên ngày bao nhiêu, ngày 19 tháng 1 của năm 2021 là sau đó thị trường cũng hồi lên đúng không ạ. Thì với cái việc mà thị trường giảm mạnh, giảm sốc với một cái thanh khoản cao như này thì anh chị hình dung nó giống như là chúng ta ném một quả bóng từ trên tầng cao xuống đúng không ạ. Thì khi mà quả bóng nó chạm xuống đất, tức là nó chạm xuống đến những cái vùng hỗ trợ của thị trường ấy, thì đâu đó nó sẽ có cái sự nảy lên anh chị nhá, nó sẽ có sự nảy lên của cái lực quán tính đúng không ạ, nó đập xuống đất và nó nảy lên. Thì thị trường của ta cũng thế, khi mà nó rơi mạnh như này thì thường nó sẽ có những cái nhịp đúng không ạ, nó là nó rơi cố, sau bắt đầu nó sẽ nảy lên và sau đó nó lại rơi tiếp, sau đó nó lại nảy lên đấy. Thì ở trong những cái nhịp mà thị trường của chúng ta nó hồi lên này là cái lúc mà anh chị có thể là cơ cấu những cái mã cổ phiếu sàn ra anh chị nhá, cơ cấu những cái mã cổ phiếu mà anh chị bị sàn ngày hôm nay. Và anh chị hãy yên tâm một điều rằng suốt từ năm 2002 đến bây giờ rồi, mỗi khi mà thị trường của chúng ta nó rơi sốc như này đúng không, và rất là nhiều mã cổ phiếu sàn như này thì những cái phiên sau ấy thường ấy, nó sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu nó trần trở lại ngay anh chị nhá, nó trần trở lại ngay đấy, và nó kéo trần ngược trở lại mà anh chị bất ngờ luôn đấy, rất là nhiều mã sàn như này đúng không, hôm nay có 100 hơn 200 mã sàn, 260 mã sàn thì ngày hôm sau ít nhất nó sẽ phải có độ tầm mấy chục đến 100 mã trần, anh chị cứ yên tâm vào cái điều đấy nhá. Bởi vì nó giảm sốc như này ấy, thì nhiều khi ấy, những cái nhà đầu tư lớn ấy, cũng như là những cái tổ chức ấy, mà họ họ vẫn đang cầm nắm cổ phiếu ấy, mà họ chưa thoát kịp ấy, đấy thì chắc chắn là họ sẽ phải đánh lên ngược trở lại để họ có thể là gì, là thoát hàng. Vậy nên chúng ta sẽ tận dụng những cái cơ hội đó để anh chị có thể là gì ạ, là thoát hàng ra cùng với những cái nhà đầu tư tổ chức anh chị nhá. Bởi vì nó một khi nó đã đánh thẳng mạnh xuống như này rồi ấy, là nó xác định nó giết hết nhà đầu tư đúng không, lớn nhỏ nó giết hết. Vậy nên là khi mà nó đẩy lên ấy, cũng sẽ là cái cơ hội mà chúng ta thoát hàng ra. Và những anh chị nào mà chúng ta mua ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cũng yên tâm đúng không ạ, tỷ lệ thắng mà khi mua ngày hôm nay em đánh giá là rất cao anh chị nhá, và nhất là với cái mã cổ phiếu đó là cổ phiếu sale đúng không ạ. Cổ phiếu sale thì em cũng có khuyến nghị anh chị là chúng ta mua gom trong cái phiên ngày hôm nay đâu đó từ cái vùng giá là vùng giá 24 đến 24.6, thì ngày hôm nay nó đóng cửa ở cái vùng 24 và chúng ta còn mua rất là nhiều bước giá nữa, buổi sáng chúng ta cũng mua tầm 25 trở lên đúng không, buổi chiều là mua tầm 24. Thì với một cái mã cổ phiếu nó mới có cái dòng tiền vào như này đúng không ạ, nó mới có cái dòng tiền vào như này và nó đánh mạnh sau một cái nhịp tích lũy 8 tháng như thế này và nó trần hai phiên kèm theo một cái phiên thứ ba là cái phiên hàng về đấy, cái phiên hàng về này nó cho nhà đầu tư chốt lãi thoải mái đúng không, nó cho nhà đầu tư chốt lãi thoải mái và nó vẫn giữ được những cái thân nến rút chân rất là đẹp như này, thì đây là một cái cổ phiếu cực kỳ khỏe anh chị nhá. Và kể cả anh chị có đu ở cái kênh ngày 16 tháng 8 này thì ngày hôm nay đối với sell hàng về đúng không ạ, anh chị đâu đó cũng chỉ bao nhiêu lỗ bao nhiêu khoảng tầm 5% với sell, là một cái mức quá nhẹ so với ngày hôm nay rồi đấy, tức là nó vẫn cho chúng ta chốt lãi mà nó còn kéo rút chân như thế này đấy. Thì em đánh giá đây là một trong những cái mã cổ phiếu nó khỏe nhất thị trường anh chị nhá, nên là nếu mà anh chị mua chúng ta chỉ tập trung vào những cái mã cổ phiếu dạng như thế này thôi. Như hôm qua trong video em cũng đã nói lớn và
Với con cây này là cây rất lớn và kèm theo Đây sell anh nó chị có đã. thể là xem cái video này. Và em chỉ khuyến nghị anh chị là khi nào mà thị trường điều chỉnh ý, chúng ta chỉ tập trung chúng ta múc sell thôi anh chị nhá. Đây, ví dụ như là sell đúng không ạ? Tầm 8 tháng rất lớn và dòng tiền nó chưa có sự thoát ra nên là anh chị cứ tập trung vào bất động sản cho em. Anh chị đúng không ạ? PDR này đúng không ạ? Hay là Novaland này, nó vẫn cứ đi lên thôi. Nó đâu có đi ngang nhiều đâu ạ. Nó chưa đi ngang nhiều đúng không ạ? Nó chưa đi ngang nhiều, nó vẫn là mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu sell nhá. Mã cổ phiếu sell khi mà nó điều chỉnh là chúng ta có thể mua. Đấy, còn nếu anh chị chưa. Đó thì anh chị có thấy trong video ngày hôm qua em nói rất rõ là nếu thị trường của chúng ta nó có điều chỉnh ấy, thì chúng ta hãy tập trung vào cổ phiếu, đó là cổ phiếu sell. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay trong cái nhận định thị trường của em thì em cũng khuyến nghị anh chị đúng không ạ? Phiên ngày 18 tháng 7 tức là phiên ngày hôm qua thị trường tạo ra phiên phân phối thứ tư với mức giảm 0,79% với thanh khoản lớn hơn phiên trước đó. Tuy nhiên do xuất hiện trong ngày đáo hạn phái sinh nên mức độ tin cậy là điều cần phải kiểm chứng và theo dõi thêm trong các phiên tới. Đặc một điểm tích cực ở thị trường trong giai đoạn này là không tạo ra sự tăng đồng thuận hưng phấn mà có sự phân hóa, tức là bất động sản nó phân hóa hầu hết so với những cái nhóm ngành còn lại. Nên trong những phiên tới khi thị trường gặp áp lực giảm điểm, có thể vẫn có những cổ phiếu tăng. Do đó em đánh giá nên tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn, nên có sự chủ động cơ cấu tài khoản linh hoạt, các mã cổ phiếu gãy MA20, thủng nền, thủng hỗ trợ hay là gãy trendline tăng, hoặc các cổ phiếu break nền bị dội lại luôn dạng như là Dabaco, đúng không ạ, VCI, HCM hay hút thì nên cơ cấu bán để dành vốn sang các cổ phiếu mạnh. Bởi khi gãy đúng không ạ, hỗ trợ bị hoặc là bị bán mạnh thì lượng cung hàng sẽ tiềm ẩn khá nhiều ở những cái mã cổ phiếu mà nó bị dội từ trên đỉnh xuống nền như này. Đấy, chúng ta tập trung vào các cổ phiếu mạnh như là sell và các cổ phiếu bất động sản khác có cái sự test lại thị trường trước trước khi thị trường chỉnh như là SAM, đúng không ạ? Và trường hợp thị trường bị bán mạnh vài chục điểm luôn thì em đánh giá sẽ có nhịp hồi phục nhanh chóng và đó sẽ là cơ hội. Thì cái bản tin này em gửi từ 6 giờ 38 sáng anh chị nhá. Gửi từ 6 giờ 38 sáng và em cũng đã phòng trừ cái trường hợp là thị trường bị bán mạnh vài chục điểm. Đấy, thì em đánh giá đây là một cơ hội. Và phiên hôm nay anh chị có thể kê mua sớm với mã cổ phiếu sell và mã này được đánh giá là cổ phiếu mạnh nhất giai đoạn hiện tại và chúng ta sẽ ưu tiên có hàng và chúng ta không căn ke quá nhiều giá trong cái phiên ngày hôm nay. Chúc anh chị một phiên giao dịch cuối tuần thuận lợi. Đấy, thì tức là cái bản tin này em cũng đã dự phóng từ sáng cho anh chị và chúng ta múc gì trong ngày hôm nay khi mà thị trường giảm mạnh. Đó, thì chỉ tập trung vào sell thôi anh chị nhá. Đấy, thì những cái phiên sau anh chị sẽ thấy được rằng là cái sức mạnh của những cái mã cổ phiếu mà nó dẫn đầu như này nó sẽ thể hiện như nào khi mà thị trường hồi. Những cái mã cổ phiếu này thường ấy, khi thị trường hồi ấy, nó sẽ là cổ phiếu trần đầu tiên anh chị nhá. Nó sẽ là cổ phiếu trần đầu tiên. Đấy, và anh chị nào chưa có cơ hội mà mua sell ở trong những cái phiên như phiên ngày hôm nay thì sang thứ hai nếu mà mua sớm được anh chị vẫn có thể mua được với cổ phiếu sell như này. Đấy, em đánh giá cái sức mạnh của cổ phiếu này nó sẽ phát huy cũng như là nó sẽ thể hiện được khi mà thị trường chớm dừng chân và có dấu hiệu hồi thôi anh chị nhá. Đấy, nó sẽ trần trước những cái mã cổ phiếu khác và kể cả những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nó sàn la liệt trên thị trường. Đấy ạ, sàn la liệt hôm nay trên thị trường. Đấy, tất cả và rất nhiều những cái mã cổ phiếu khác từ tốt đến xấu nó sàn hết đúng không ạ? Thì khi mà thị trường dừng chân cũng như là có sự hồi phục ấy, thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ tăng điểm ngược trở lại ngay lập tức anh chị nhá, nó sẽ quay trở lại ngay lập tức. Anh chị cứ hình dung giống như chúng ta ném quả bóng xuống đất thôi thì nó sẽ nảy lại ngay lập tức chứ nó không thể nào nó cắm thẳng xuống được anh chị nhá. Và cái xu hướng của thị trường ở cái giai đoạn này ấy, nó đang là cái xu hướng gì ạ? Xu hướng hồi phục và xu hướng tăng, nó không phải là cái xu hướng downtrend giống như cái năm 2022 để chúng ta phải sợ những cái pha bull trap như này đúng không ạ? Để chúng ta phải sợ những cái pha bull trap này, mà đây là những cái xu hướng nó tăng thì trong xu hướng tăng nó sẽ phải có xu hướng là điều chỉnh để nó gì ạ, nó làm mới dòng tiền và nó tái tích lũy lại, sau đó nó mới có thể là tăng tiếp. Nên là anh chị đừng quá lo lắng anh chị nhé, chúng ta vẫn có cơ hội bán ở phía sau, chỉ sợ là gì ạ, chỉ sợ là thị trường của chúng ta nó giảm theo cái hình zig zag đúng không ạ, nó giảm theo cái hình zig zag đi xuống thôi thì lúc đấy chúng ta mới mới sợ thôi. Còn nếu mà nó đã giảm thẳng như này thì anh chị không việc gì phải quá là lo lắng anh chị nhé. Chúng ta sẽ còn cái cơ hội để cơ cấu ở trong những cái phiên phía sau đúng không ạ? Cái mẫu hình này là cái mẫu hình kinh điển rồi và hôm qua em cũng đã nhắc rồi đó, là thị trường ta nó đi ở một cái kênh song song rất là lớn như này nhá. Đây, kênh song song rất là lớn như này thì cái việc mà thị trường của chúng ta nó chạm lên cái kênh song song ở trên và nó bị bán ngược trở lại là điều rất là bình thường và là điều dễ hiểu. Hôm qua cũng đã khuyến nghị anh chị bán rất là nhiều cổ phiếu rồi đúng không ạ, và tập trung múc một cổ phiếu mạnh nhất khi mà thị trường tạo đỉnh thôi. Đó thì anh chị có thể thấy được rằng là không chỉ cái kênh song song này nó báo cho chúng ta tín hiệu mà chúng ta còn dựa vào những cái kháng cự và hỗ trợ cơ ở cái vùng nến, đó là nến tuần đúng không ạ, nến tuần đấy.
Đây anh chị thấy không ạ? Cây nến giảm đầu tiên. Đấy, cây nến giảm đầu tiên, anh chị bất kỳ cổ phiếu nào hay là thị trường nào anh chị cứ gióng cái cây nến giảm đầu tiên. Đấy, cây nến giảm đầu tiên này thì nó sẽ là cái kháng cự. Đấy, nó sẽ là cái kháng cự. Thì anh chị có thấy là nó lên đến kháng cự này nó bị bán không? Đúng kháng cự này nó bị bán. Đó, thì em cũng đã nhắc cái này trong rất là nhiều video gần đây rồi của kênh EZT Đầu tư Tăng trưởng rồi anh chị nhá. Em đã nhắc rất nhiều trong 2-3 video gần đây rồi. Đó, và chúng ta anh chị thấy không ạ? Video em chỉ tập trung vào cổ phiếu là cổ phiếu sell thôi ạ. Đấy, chỉ tập trung vào cổ phiếu sell thôi bởi vì nó là cổ phiếu mạnh và nó có thể đem lại lợi nhuận cho chúng ta ngay kể cả khi thị trường tạo đỉnh anh chị nhá. Thì đây, đấy, đây là một cái dấu hiệu nữa, đúng không ạ? Và một cái dấu hiệu nữa hôm qua em cũng báo cho anh chị đúng không ạ, là cái đường MACD. Đấy, MACD đây. Đây, đúng không ạ? MACD thì sao ạ? Thì bắt đầu nó có cái xu hướng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Nhưng thị trường thì sao ạ? Nó lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đấy, thì nó diễn ra cái sự phân kỳ ở đây. Tức là giá nó đang được níu ở trên này. Còn xung lực tăng thì nó không còn nữa. Đó, xung lực tăng thì nó không còn nữa. Nó dẫn đến cái việc đó là đây chỉ là những cái cú bull trap của thị trường thôi. Và cái cú bull trap này nó thể hiện rất rõ ở những cái mã cổ phiếu. Nó mang tính dẫn dắt trong ngành. Ví dụ như là chúng ta có HPG. Các anh chị có thấy không? Phiên ngày hôm qua là HPG bị bull trap tăng rất mạnh và bị giảm ngược trở lại, đúng không ạ? Chúng ta có những cái mã cổ phiếu dạng như là HCM đấy, hôm qua cũng thế, một trong những cái mã cổ phiếu lớn trong nhóm ngành chứng khoán, hoặc là SSI đây ạ, bị bán ngược trở lại, hoặc là gì ạ, VCI bị bán ngược trở lại đỏ đấy, cái tức là cái dấu hiệu nó đã rất là rõ ràng rồi. Vậy là nên là ngày hôm qua em đã cho anh chị bán VND ở cây này, đúng không ạ? Bán gần như là đúng đỉnh của VND luôn, khi mà nó mở gap nó tăng nhưng nó không đem theo khối lượng anh chị, nó không đem theo khối lượng đấy, thế nên là cái sự rủi ro nó sẽ rất nhiều, nên là em đã cho anh chị bán VND ngày hôm qua đó. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta đã cùng nhìn nhận với nhau ở trong những cái phiên trước rồi, nhưng mà để tránh nó một cách hoàn toàn ấy thì nó sẽ rất là khó, đúng không ạ? Bởi vì chả ai có thể là đoán được đỉnh cả, chả ai có thể đoán được đỉnh, khi mà nó tạo đỉnh thì chúng ta mới biết được, nhưng mà chúng ta giúp nhau để hạn chế rất hạn chế nhiều cái rủi ro nhất có thể thì là tốt rồi anh chị nhá, còn hơn là đến ngày hôm nay vẫn mua vào và đu đỉnh hoặc là chưa thoát được cổ phiếu nào trong những cái phiên vừa qua đó. Thì đấy là những cái chia sẻ em muốn gửi cho anh chị đến anh chị trong ngày hôm nay, khi mà một ngày thị trường rất xấu thì cuối tuần này anh chị hãy cứ nghỉ ngơi, đúng không ạ? Và chúng ta không nên nghe những cái tin báo đài hay truyền thông về những cái thông tin tiêu cực của thị trường nữa, nó chỉ làm ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta thôi. Chúng ta hãy nhìn vào cái vận động của thị trường như này, đúng không ạ? Chúng ta hãy cứ tập trung vào cái vận động của thị trường này, là khi mà nó rơi mạnh thì nó sẽ hồi như thế nào, đúng không ạ? Nó sẽ hồi như nào và khả năng nó hồi ra sao đấy, thì chúng ta phải tập trung vào cái này, chứ chúng ta không tập trung vào những cái tin tức xấu anh chị nhá. Chúng ta tập trung vào thị trường và cổ phiếu của chúng ta để chúng ta cơ cấu đấy. Giai đoạn tới là cái giai đoạn kiếm tiền nó sẽ khó khăn hơn anh chị nhá, nó sẽ khó khăn hơn trong cái giai đoạn sắp tới, nên là anh chị chờ thị trường hồi để chúng ta bán ra, chúng ta phải giữ lại được hết những cái phần lãi mà thị trường của chúng ta nó cho từ lúc mà thị trường tăng hồi khoảng tầm đầu tháng 5 anh chị nhá. Đó, ok, thì đấy là những cái chia sẻ của em trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì cũng chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ, và anh chị nhớ là hãy ổn định tâm lý để sang tuần sau chúng ta canh và cơ cấu tài khoản anh chị nhá. Và anh chị nào mà anh chị chưa biết cái cách cơ cấu tài khoản như thế nào, anh chị hãy nhắn tin cho em vào cái số điện thoại 0968 559994 để em có thể hỗ trợ anh chị xử lý tài khoản trong tuần sau. Những mã nào anh chị kẹt anh chị hãy cứ nhắn cho em anh chị nhé. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị. Anh chị nhớ bấm like, bấm đăng ký và bấm nút chuông thông báo để có thể nhận được video của mình một cách sớm nhất anh chị nhé. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị. Bye bye.